một ngôi vắng quanh cỏ, một căn nhà cấp 4, một mái ngói đơn sơ, bên ngoài hiên tre tôn, một cái bếp quanh con nấu ăn cạnh nhà tắm, xà phòng thơm nước mắm đương hương ngập nhà tôi. Tôi yêu nhà dù nhà tôi gắn bó, yêu lao động vượt khó mới làm nên. Tôi yêu nhà dù nhà tôi cấp 4, sống trong sạch một đời không tham mơ. Dù nắng cũng như mưa, buổi trưa hoặc buổi sáng, dù nắng hay mưa rông, xuân hạ hay thu đông, dù công hiến bao năm vẫn căn nhà cấp 4, một đời không tham nhũng. Cho nên thôi, xung quanh nhà họ đều xây cao, nhưng tôi nghèo, nhà vẫn mong mong thôi. Bao nhiêu người bảo bằng lên đây luôn. Tháng năm trời là có cái chung cư nhà cấp 4 cho thuê, giờ tôi ở chỗ khác một tháng 400 đô. Ê, anh im lặng để em tả nước nhà, không biết mày quăng một hao lộ hết mình tham nhũng ạ. Chắc bằng châu trên bàn, thời gian địa điểm rõ ràng, lại được lên gương mặt ánh hoàng, đến đầy bóng rừng cây hoàng bàng, đầu đang đứng mắt lòi ra nhòm, chân có đang ngắn lại còn mặc quay hồng, tạo đứng đo mặt đầy nghi ngờ, là mình hơi lo đó. Giờ em đang hiện nghi ở đây, con cắn tắng ngồi chờ ngoài kia, nhạc tung quay màu vàng tỏ ra, con kia đứng mắt lứa, anh không khí hồi chờ phủ qua, nó cắn nó cả người ta, ngốc quang biến như thoảng tỏ ra. Buồn thầy la 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 la, buồn thầy la, nó là các bạn, nó là nhiều non quá. Này, có phải là táo mà nhảy múa ghê thế? Ơ, chính em đây là táo tinh thần. Một năm qua em làm lung vật vả, để hôm nay lên báo cáo với Ngọc Phú Quang. Vậy ta hỏi là người phải thưa Ngọc Văn thưa hỏi con em xe thưa. Vậy năm qua người làm được những gì mà lên đây thì mua với nhảy toàn món là ta mày ta chết liền. Thế thôi hả?